Chính phủ El Salvador hôm 24 tháng 2 đã chuyển khoảng 2.000 tù nhân đến một siêu nhà tù. Đây được xem là bước mới nhất trong chiến dịch trấn áp tội phạm của quốc gia Trung Mỹ này. Trong một đoạn video do Tổng thống El Salvador Bukele đăng tải, các tù nhân mặc quần trắng, đầu cạo trọc chạy trong nhà tù mới để vào các phòng giam. Có nhiều người trong số này có hình xăm của các băng đảng tội phạm mạnh nhất trên thế giới như MS-13, Barrio 18. Đứng cạnh những tù nhân là các lính canh có vũ trang trùm kín mặt. Theo Tổng thống Bukele, siêu nhà tù có tên chính thức là Trung tâm Giam giữ Khủng bố với sức chứa 40.000 tù nhân. Khu phức hợp nhà tù khổng lồ này có diện tích lên tới 166 hectare, bao gồm 37 pháp canh và 8 khu nhà giam. Mỗi khu có 32 phòng giam rộng khoảng 100m², được thiết kế để chứa hơn 100 tù nhân. 600 binh sĩ và 250 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài nhà tù cả ngày lẫn đêm để chắc chắn không một ai có thể trốn thoát. Các nhà quan sát đã chỉ trích việc xây dựng là vi phạm các tiêu chuẩn giam giữ, trong khi mạng xã hội tràn ngập các bài đăng ca ngợi sự cứng rắn của Tổng thống. Được biết, kể từ khi Tổng thống El Salvador Bukele yêu cầu Quốc hội El Salvador phê chuẩn một quy định ngoại lệ vào tháng 3 năm 2022 nhằm trấn áp tội phạm, cảnh sát và quân đội nước này đã bắt giữ hơn 62.000 nghi phạm tham gia băng đảng cùng những người liên quan.